Jose Mourinho chia sẻ với báo chí sau trận đấu giữa AS Roma và Udinese. Chúng tôi đã thay đổi đội hình xuất phát, Lorenzo và Wijnaldum chơi 45 phút giữa tuần qua, những người khác thậm chí còn không thi đấu. Tôi nghĩ chỉ có 3 hoặc 4 cầu thủ đã chơi cả 90 phút hôm thứ Năm. Roma đã mạo hiểm, tuy nhiên toàn đội đều thể hiện rất tốt. Kết quả cuối cùng có thể khiến người ta nghĩ đây là một trận đấu dễ dàng. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ cảm nhận như vậy và chỉ thấy thoải mái khi Tammy ghi bàn thắng thứ 3. Ngay cả với lợi thế 2 bàn, tôi cũng không an tâm chút nào. Có những khoảnh khắc mọi thứ như đổi chiều hoàn toàn, Udinese liên tục giữ bóng bên phần sân của Roma. Áp lực chúng tôi tạo ra giảm đi đáng kể và các bạn có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của các chàng trai trong mỗi tình huống pressing. Và sau đó, khi phòng ngự với khối thấp low block, chúng tôi cũng gặp khó khăn. Rui xuất sắc cản phá quả phạt đền và tỷ số 3 không được ấn định. Đó là tỷ số không phản ánh đúng những gì tôi đã trải qua trên băng ghế chỉ đạo. Rõ ràng tôi rất vui khi có những nhân tố người Ý với vai trò quan trọng trong đội hình. Đây có phải là hệ quả từ tiềm lực kinh tế của các đội bóng? Có lẽ, điều quan trọng nhất chúng ta nhận thấy được đó là các câu lạc bộ luôn cần có mối liên kết chặt chẽ với những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Bóng đá hiện đại mang tính toàn cầu, có rất nhiều cầu thủ nước ngoài ở tất cả các giải đấu trên thế giới. Nhưng cá nhân tôi vẫn nghĩ rằng, những người Roma, những người Ý có khả năng thích nghi đặc biệt, họ có thể giúp tất cả đồng đội cảm thấy đội bóng hiện tại chính là một gia đình, cũng như tạo được sự đồng cảm đó với các cổ động viên. Và có lẽ đó cũng là một trong những lý do để AS Roma dù thắng, hòa hay thua, dù chơi hay không cũng đều có người hâm mộ bên cạnh ủng hộ hết lòng. Điều đó khiến tôi hạnh phúc. Hôm nay Bắp đã chơi xuất sắc nhưng cậu ấy cũng mắc một sai lầm có thể thay đổi cục diện trận đấu. Nếu Rui không cản phá được quả penalty thì chúng tôi sẽ phải đối mặt với sức ép cực lớn. Trải nghiệm này sẽ rất quý báu cho sự trưởng thành của Bắp. Tất nhiên tôi rất vui khi một chàng trai người Ý, một chàng trai của Roma sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này có cơ hội được đá chính và có màn trình diễn tốt. Tôi đã nói nhiều lần rằng các huấn luyện viên bình thường như tôi, trong một điều kiện bình thường như ở Roma, khi chúng tôi không thể lựa chọn tất cả những cầu thủ mà mình muốn hay không thể mua những cầu thủ mà mình thích, điều chúng tôi phải làm là tận dụng tối đa điểm mạnh và che giấu đi thật tốt điểm yếu của đội bóng. Sự vững chắc trong phòng thủ là rất quan trọng đối với AS Roma. Roma không có quá nhiều cầu thủ bùng nổ với tốc độ cao trên hàng công, người duy nhất là Son Bakken, cậu ấy cũng dự bị giống như Tammy và sẵn sàng vào sân nếu cần thiết. Vì vậy chúng tôi cần phải pressing tầm cao, cố gắng thu hồi bóng càng gần khung thành đối phương càng tốt, nếu không chúng tôi sẽ không thể chuyển đổi trạng thái một cách nhanh chóng. Mỗi khi áp lực tạo ra giảm xuống, khi Celik, Ensarawi, Bắp và Gini, Lorenzo thấm mệt, toàn đội lùi sâu hơn về phần sân nhà và chúng tôi gặp khó khăn. Tuy nhiên, cả tập thể đã vượt qua thử thách và chiến thắng này là một kết quả quan trọng. Bây giờ chúng tôi phải tạm quên Serie A trong vài ngày và xem liệu chúng tôi có thể đi tiếp ở châu Âu vào thứ Năm hay không. Tôi nghĩ là có đấy.